Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học TypeScript của bản bài 11 Function. Bài này sẽ rất dài đây, chúng ta sẽ bắt đầu ngay luôn thôi. Trước khi đi vào bài mới thì ta sẽ chữa bài ngày hôm trước, điền vào chỗ trống. Và đáp án sẽ là dấu thẳng đứng. Thì để chúng ta sẽ cho mã có thể nhận string hoặc number. Và chúng ta sẽ đi vào học function. Như các bạn đã thấy thì chúng ta đã học function ở những bài hôm trước. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào. Thì function trong TypeScript có kiểu trả về là xác định hoặc là void. Và chúng ta sẽ đi vào phần thực hành. Để khai báo function thì chúng ta sẽ dùng từ khóa function. Sau đấy là tên của function là tổng chẳng hạn. Chúng ta sẽ truyền tham số A và B vào. Và chúng ta sẽ in ra màn hình console.log A cộng B. Rồi, đây là một function và chúng ta đang không khai báo kiểu trả về. Để cẩn thận chúng ta cũng có thể khai báo kiểu trả về. Đây là number. Và nếu mà kiểu number ở đây thì chúng ta sẽ phải return trả về. Đây, A cộng B cũng là number đây, kiểu trả về là number. Và nếu mà như chúng ta muốn chỉ console.log chẳng hạn thì chúng ta sẽ trả về là kiểu void. Đấy, sẽ không còn trả về gì. À, khi chúng ta không khai báo gì thì function của chúng ta sẽ tự xác định kiểu trả về của function. Tham số trong TypeScript thì tương tự như biến thôi. Thì các bạn cũng như là thấy chúng ta có hai parameter đấy là A và B. Thì cũng giống như biến. Thì chúng ta cũng có thể khai báo kiểu dữ liệu của tham số hoặc không. Nếu mà không khai báo thì hệ thống sẽ tự suy diễn ra kiểu của dữ liệu. Kiểu của tham số. Và tham số tùy chọn là các bạn có thể truyền vào hoặc không. Chúng ta sẽ sử dụng tham số tùy chọn với dấu hỏi chấm. Chúng ta cũng có thể truyền giá trị B hoặc không. B có thể là null. Đây. Chúng ta sẽ thử gọi hàm tổng và chúng ta sẽ chỉ truyền vào số 1 chẳng hạn, sẽ không có lỗi gì vì chúng ta có thể truyền vào B hoặc không. Nếu tham số tùy chọn không được truyền giá trị thì tham số sẽ lấy giá trị mặc định. Chúng ta sẽ gán luôn giá trị ở trong dấu ngoặc tròn đấy. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể set giá trị mặc định cho tham số. Ví dụ như là B ở đây chúng tôi sẽ để là 2. Chúng ta hãy thử build và chạy function này xem. Như kết quả chúng ta mong muốn thì sẽ là 3. TSC function.js để build file function.js. Sau đấy chúng ta sẽ gọi node function.js để chạy. Như vậy là đã in ra 3. Vì chúng ta không truyền vào giá trị B. Còn nếu như chúng ta truyền vào giá trị 4 chẳng hạn thì kết quả chúng ta mong muốn sẽ là 5. Vì chúng ta đã truyền tham số thì nó sẽ lấy giá trị là cả chúng ta truyền vào. Xin lỗi các bạn, tôi chưa lưu. Chúng ta sẽ cùng trở lại.
Máy đã in ra năm rồi. Khi chúng ta truyền giá trị thì nó sẽ không lấy giá trị mặc định nữa. Đặt tên tham số. Chúng ta có thể đặt tên tham số trước rồi khai báo giá trị sau. Tiếp theo là đặt tên tham số. Ví dụ chúng ta sẽ đặt tên ở đây là và sẽ chỉ gọi A và B. Sau đấy chúng ta mới định nghĩa A là number, B cũng là number. Kiểu hàm này hơi đặc biệt một chút thì chúng ta sẽ phải truyền như thế này. Nó như kiểu là truyền một đối tượng vậy. A 2 chấm này. B 2 chấm. Đấy, như vậy thì sẽ không có lỗi. Và chúng ta sẽ truyền được quả thôi. Tham số còn lại chúng ta sẽ kết hợp với từ khóa 3 chấm và tham số còn lại sẽ luôn là mảng. Tiếp đến thì sẽ là tham số còn lại. Đây, giả sử chúng ta có hai số AB và ví dụ chúng ta muốn cộng nhiều số ra chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải sử dụng cú pháp 3 chấm như sau. Và C sẽ là mảng. Và chúng ta sẽ duyệt mảng C. For và y bằng 0, y bé hơn C chấm len. Y cộng cộng duyệt mảng C của hát for. Chúng ta sẽ thêm một biến mới và tổng của mảng C khởi tạo bằng 0. Chúng ta sẽ cộng dần lên tổng C bằng tổng C cộng với phân tử thứ y trong mảng C. Chúng ta sẽ lóc ra A cộng B cộng với tổng C. Đây các bạn nhìn tôi nhé, tôi sẽ chuyển vào rất nhiều tham số này và chúng ta sẽ cùng thử chạy. Nó sẽ cộng tất cả các tham số của chúng ta. Hai tham số đầu là mặc định này, tham số sau chúng ta nhập gì cũng được, lên tù thì. Còn lúc khai báo chúng ta phải khai báo đấy là một mảng. Hàm alias chúng ta có thể tạo một alias và biến nó trở thành hàm khi chúng ta kết hợp với dấu suy ra bằng và lớn hơn đấy. Và cuối cùng đây là hàm alias. Thì chúng ta sẽ khai báo một alias tại bình phương. Bằng ngoặc value number trả về
là number. Và chúng ta sẽ khởi tạo một constant tên là hàm bình phương. Có kiểu là bình phương thì chúng ta sẽ chuyển vào value. Value đấy sẽ trả về giá trị là value nhân với value. Chúng ta sẽ ra hàm bình phương. Hàm bình phương của số 10. Vậy hệ thống sẽ phải in ra cho chúng ta là 100. Chúng ta sẽ cùng test thử. Như vậy là đã chặn thành công. Và đấy là kiến thức cuối cùng trong khóa học rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học khóa học tiếp theo. Và bây giờ sẽ đến với phần bài tập. Các bạn hãy điền vào chỗ trống để B có thể nhập giá trị hoặc không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.